Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong lịch sử tử tù, có lẽ Phước Tám Ngón là người duy nhất có thể ăn hết bữa cơm cuối cùng trước giờ thi hành án. Sau này thì nhiều người đã kể lại rằng phần mộ của Phước Tám Ngón ở trường bắn cũng từng được thuê để bốc hài cốt. Nhưng khi bật nắp quan tài thì tất cả những người có mặt đều khiếp đảm bỏ chạy tán loạn vì mùi tử khí quá nặng xộc ra từ phía bên trong. Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Dĩ An, Thuận An, Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Dương. Ngay từ lúc còn nhỏ, Phước đã là một đứa trẻ lì lợm, ngỗ ngược và hung hãn. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, Phước Tám Ngón phải thi hành án tại trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đại úy M, nhà tạm giam công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi chia sẻ về bữa cơm cuối của tử tù trên báo chí, đã nhắc đến Phước Tám Ngón như sau. Trong lịch sử tử tội, hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh để thưởng thức bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải giả từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ, cướp, hiếp và giết người máu lạnh Phước Tám Ngón là đủ sức ăn sạch sẽ bữa ăn với nửa con gà quay béo ngậy. Có người gọi Phước là một giang hồ, một tướng cướp khét tiếng, lại có người gọi bằng cụm từ sát thủ máu lạnh. Phước cũng là người từng gây ra vụ vượt ngục chấn động tại trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là Tám Ngón bởi tay trái của Phước bị cụt mất hai ngón. Căn nguyên chẳng phải do tai nạn đánh nhau, mà là do Phước tự kê dao chặt tay mình hồi năm 16 tuổi khi bị mẹ mắng. Một chuyện không tưởng nữa về thời niên thiếu của Phước là hắn đã trói cha mình rồi thả xuống giếng. Khi người cha bất tỉnh thì Phước mới kéo lên. Không ai có thể tin được đó là hành động của một cậu bé mới 15 tuổi. Nhưng với kiểu hành động lạnh lùng có 102 đấy, người ta có thể tin rằng đứa trẻ ghê gớm này có khả năng trở thành một tướng cướp khét tiếng, một sát thủ máu lạnh khuấy đảo giang hồ. Và thật sự đã đúng như vậy. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Phước Tám Ngón sớm bỏ nhà đi bụi, lấy cờ bạc cướp bóc ăn chơi tù tội làm vốn sống qua ngày. Năm 1988, Phước bị Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp tuyên phạt 36 tháng tù giam. Nhưng Phước Tám Ngón đã trốn trại, quy tụ đàn em gồm toàn những đối tượng đầu trâu mặt ngựa, thành lập băng cướp có vũ trang, tác oai tác quái trên nhiều khu vực trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Phước Tám Ngón cũng vì thế mà nổi như cồn trong giới giang hồ miền Nam và trở thành nỗi khiếp sợ của đông đảo người dân lương thiện. Tên tuổi của Phước càng đình đám hơn khi y vác súng đi hỏi một cô gái tên là LTTT để làm vợ. Mặc dù đã có người yêu và sắp tổ chức đám cưới, nhưng với cách hỏi vợ có 102 của Phước thì chị T và gia đình cũng phải sợ hãi xuôi dòng. Liên tục gây ra những vụ cướp nghiêm trọng, mua vũ khí, Phước bị tuyên tử hình đến 2 lần. Trong đó, khi bị giam trong trại giam Chí Hòa, hắn đã lên kế hoạch và vượt ngục vào đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995. Đây là cuộc đào tẩu khét tiếng với những tình tiết tưởng như chỉ có trong phim ảnh. Suốt 8 tháng bị giam giữ, tên cướp khét tiếng này chưa một giây phút nào tỏ ra hối lỗi và luôn nung nấu ý định vượt ngục. Y đã kiên trì cắt đứt chiếc cùm chân của mình trong nhiều ngày chỉ bằng một chiếc dao lam. Đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995, khi thời cơ đến, Phước Tám Ngón bí mật tháo cùm, chui vào nhà vệ sinh, đục tường chui ra. Để có thể qua mắt người gác cổng, Phước đã trộm quần áo của quản giáo phơi ngoài sân để cải trang, rồi ung dung dắt xe đạp đi qua cổng chính trại giam. Với bản lĩnh của một kẻ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh, Phước có đủ bình tĩnh để qua mắt của người gác cổng mà không bị nghi ngờ gì. Sau khi có một cuộc vượt ngục không tưởng tại trại giam Chí Hòa, chỉ với một chiếc dao lam, Phước Tám Ngón tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng không lâu sau, tên tội phạm này đã bị đưa trở lại trại giam và lĩnh án tử hình thứ hai trong phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 4 năm 1996. Trước khi được đưa đi thi hành án tại trường bắn Long Bình, cũng như tất cả các tử tù khác, Phước Tám Ngón được ăn một bữa cơm thịnh soạn, là bữa cơm cuối cùng trong đời. Thức ăn rất ngon, khác hẳn những bữa cơm tù thông thường, nhưng ai cũng biết rằng đó là bát cơm báo tử.
nó mang lại một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cái chết. Đó là nỗi sợ hãi chính bản thân mình. Bởi tâm lý thông thường của những kẻ khi sống đã gây ra quá nhiều tội ác, rất sợ rằng khi chết đi sẽ bị quỷ ma hành hạ dưới 9 tầng địa ngục. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng ai đủ sức mà ăn nổi một bữa cơm ân huệ dù là rất ngon. Chỉ có Phước Tám Ngón là làm được cái điều mà chưa tử tù nào làm được. Phước đã ăn hết bữa cơm cuối cùng của mình với nửa con gà quay trước giờ xử bắn. Nhiều người trong giới giang hồ cũng phải lắc đầu vì sự bình thản đến ma quái của Phước. Đúng là chỉ có một tướng cướp máu lạnh giết người không ghê tay như Phước mới có thể làm được những điều ghê gớm như vậy. Tuy nhiên, có người lại cho rằng Phước chỉ gồng lên như vậy để che đậy nỗi sợ hãi của mình mà thôi, chứ lúc được đưa ra pháp trường thì đúng quần của hắn cũng ướt sũng như bao ai. Sau này, nhiều người kể lại rằng phần mộ của Phước Tám Ngón ở trường bắn cũng từng được thuê để bốc hài cốt. Nhưng khi bật nắp quan tài, tất cả những người có mặt đều khiếp đảm bỏ chạy tán loạn vì mùi tử khí quá nặng xộc ra từ bên trong. Chuyện này chưa rõ thực hư, nhưng Phước Tám Ngón chết đi rồi, có lẽ đến quỷ ma thì cũng phải sợ. Tại bãi tha ma tử tù Long Bình, so với những ngôi mộ nằm khuất lấp sau tán cỏ tranh khác, thì mộ của Phước Tám Ngón trông khang trang bề thế nhất. Bia mộ được làm mới bằng đá hoa cương, ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, năm mất. Theo những phu trường bắn ở đây, thì mộ phần đó không phải là do người nhà Phước bỏ tiền xây dựng, mà là do chính những người đã được y phát lộc cho trúng số để trả ơn. Gặp ông Ba Son, nhà ở phường Tân Phú, cách Long Bình chừng một cây số, người có thâm niên mấy chục năm làm phu ở trường bắn nổi tiếng này. Trước đây ông Ba Son sống nhờ vào việc chôn cất tử tù, thậm chí rình mò trộm xác tử tù theo yêu cầu của gia đình người có thân nhân vướng vào vòng tội lỗi để phải khoác lên mình án tử. Giờ đã rửa tay gác kiếm, ông Ba Son bảo rằng tất cả những bí mật của cái nghề kỳ quái của mình ông tung ra hết, chẳng giấu thứ gì. Nhiều nhân vật khi sống là những tên tội phạm khét tiếng, ai nghe cũng thấy rợn tóc gáy, khiếp kinh lên. Nhưng khi chết thì đều do ông mai táng và trộm xác mang đi. Người đàn ông có mái tóc dài lãng tử ấy có nhiều bí mật khó tin về những ngôi mộ tử tù ở trường bắn Long Bình. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là chuyện Phước Tám Ngón hiển linh cho số lô số đề để cả trăm người làm giàu không hề khó. Theo ông Ba Son, chuyện mộ Phước Tám Ngón linh thiêng được dân tình phát hiện và đồn đại ngay sau khi tên tội phạm khét tiếng này bị bắn chừng hơn một năm. Và ông Ba Son bảo chính ông là một trong những tác nhân tạo ra tin đồn đó. Dịp đó, theo ông Sơn nhớ, là vào dịp giỗ đầu của Phước. Hôm đó đang đu mình theo làn khói thuốc ở một quán cà phê gần trường bắn. Ông bỗng giật mình khi thấy cả chục người chẳng cần nhìn lâu thì cũng biết là dân giang hồ, đao búa lình thình xuất hiện trên những chiếc xe phân khối lớn. Vào quán, họ đến trước mặt ông hất hàm và hỏi, ông có phải là ông Ba Son không? Thấy thái độ của họ như vậy, thoạt đầu cứ nghĩ mình đã vô tình gây thù chuốc oán với ai, nên giang hồ tìm đến trả thù. Nên ông không dám nhận, mà cứ ú ớ hỏi lại, mấy anh tìm chú Ba có việc gì? Anh em là lính của anh Phước, muốn nhờ chú Ba đưa xác anh ấy về quê. Nghe họ nói vậy, ông thở phào nhẹ nhõm. Họ đã tìm đúng người, bởi khi ấy, muốn đưa xác tử tù ra khỏi nghĩa trang thì ngoài ông ra chẳng ai có bản lĩnh đó. Thuốc lá thơm được mấy tay anh chị gọi ra, tiền cũng được cóp xuống, vớ được món khá, ông Ba gật đầu đánh rụp. Vậy là ngay đêm đó, ông Ba cùng với mấy chiến hữu của mình và cả đám lính của anh Phước đột nhập vào nghĩa trang. Theo kinh nghiệm của nhiều năm đi ăn xác của mình, nếu tính thời gian thì khi đó thi thể của Phước Tám Ngón đã hoàn toàn phân hủy. Ông Ba và các cộng sự chỉ việc bóc tách lấy xương cho vào cốt là xong. Thế nhưng lạ lùng, khi nắp áo quan của Phước vừa lật mở ra thì mọi người đã vô cùng hoảng hốt khi thấy hình hài của Phước vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Thêm nữa, chẳng giống như những ngôi mộ mà ông Ba từng bốc trước đây, mộ của Phước Tám Ngón có mùi vô cùng kinh khủng. Ông Ba bảo giờ nghĩ tới mùi đó thì ông vẫn còn thấy rợn người, ghê tởm. Đám đàn em của Phước Tám Ngón cũng chỉ là những tay giang hồ vặt, không hơn không kém. Ông Ba kể, nhìn tướng họ cứ nghĩ họ coi trời bằng vung, thế nhưng khi vừa thấy hình hài đại ca lại được đón tiếp bằng thứ mùi khó chịu ấy, nên đứa thì ôm bụng nôn thốc tháo, đứa thì ba chân bốn cẳng chạy té đi. Và khi ấy thi thể của Phước chẳng còn ai để nhận nữa. Ú ớ với theo mà chẳng giữ được ai, ông Ba và mọi người đành phải chôn Phước xuống lại.
Theo ông Ba Son, nghe tin ấy, người ta mới bắt đầu râm ran đồn thổi về thân xác không phân hủy của Phước Tám Ngón. Theo quan niệm của người nghiện lô đề, cờ bạc thì những xác rủ như thế thiên lắm. Cầu con gì về ngay con ấy, sáng đi một chỉ, tối về bảy cây. Chẳng hiểu có ai trúng số đề từ việc cầu trúng ở mộ Phước hay không, nhưng dân tứ xứ đã lũ lượt kéo về đây, xì sụp khói nhang, mong Phước hiển linh cho lộc. Ông Ba Son kể, không chỉ dân Sài Gòn, mà cả những người máu me đề đốm ở cả những tỉnh miền Đông, miền Tây cũng lũ lượt kéo về, đông như đi hội chợ. Người ta đội lễ, đội xôi gà, có người còn trước nguyên cả con heo quay cùng vô khói vàng hương đến xếp hàng cầu cúng xin xỏ. Có người còn thuê cả thầy cúng đến, múa may, nhảy nhót loạn xạ. Những thông tin trên thì cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.